Xin mời. À, chào cô. Chào dạ, em. Chào cô. Đẹp chào quá. Mời cô ngồi. Dạ, xin mời chị ạ. Không, áo cô dâu nổi áo Quyền Linh luôn á. À, chào cô. Dạ, chào chú Quyền Linh, dạ. Chào cô Lê Lộc. Dạ, chào cô. Với chào quý khán giả. Dạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, 56 tuổi ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Ai cũng đẹp, ai cũng đẹp. Đẹp. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh với chị Lê Lộc với toàn bộ khán giả. Em tên là Lê Ngọc Triều, năm nay em 27 tuổi. Em đến từ Phú Yên. Ngọc dạ. Triều là tên trong giấy tờ, còn ở ngoài thì gọi là Thúy mà. Mình hay làm dâu của mẹ bao lâu rồi ha? Dạ, làm dâu của mẹ 8 năm. Là làm dâu lúc 19 tuổi. Dạ đúng rồi. Wow, nàng dâu trẻ. Quen chồng lúc mấy tuổi? Dạ, chắc quen trước 2 năm. Là mới 17 yêu chồng luôn, là cưới chồng luôn, chưa kịp quen ai nữa. Ở trước kìa. Chưa kịp quen ai nữa. Ý thương. Quen ai chưa? Cũng nhiều rồi, chưa cưới. Mối duyên nào mà hai mẹ con mình quen biết nhau vậy? À, yêu làm ở Sài Gòn á, ra Sài Gòn làm và chồng cũng làm chung ở đó luôn, rồi gặp nhau. À. Thì lúc đó mình thấy con bé này nó cũng nhỏ xíu à. Ồ, chút xíu à. Rồi nó, con ơi mà con bé này nó nhỏ hơn con mà con có thương nó thiệt tình không? Nếu mà thương thì mẹ thì cha mẹ tới cưới. Mà nhìn thấy con bé nó nhỏ quá, không biết gia đình bên đó có người ta có nhận để gả không nữa. Dạ. Nó rồi nó kêu là thì giờ cha mẹ tới đi là người ta gả đó. Ra tới Phú Yên luôn. Dạ, tới Phú Yên luôn. Đường xá xa xôi vậy đi. Đi 2 ngày á. 2 ngày luôn. Cái khúc đó là khúc sau, còn cái khúc mà lúc mà em mới về nhà mẹ em á. À. Về chơi dưới rồi cái bữa đó em ngủ, em sợ, em ngủ với mẹ, em sợ quá em không dám ngủ. Cái sáng mày biết em là em ngủ không được. Cái mẹ nói chồng à tối Thanh Thúy nó ngủ không được. Thôi mấy giờ tối này á cho em ngủ với chồng em đi. Trời đất ơi. Tạo điều kiện sao luôn mẹ, hả? Sao mẹ tạo điều kiện sớm mẹ, mẹ tạo điều kiện cho em á cho nên em tới luôn. Xong rồi. Cái tối đó cái bà chồng điện kêu lên nói hỏi chứ giờ con có thương chồng thiệt không? Nói mẹ nói chứ nó không thương nó theo kiệt gì làm cái gì. Ừ. Cái nói dạ con thương thiệt. Cái lúc đó chồng em đang học nghề, cái ba mới nói giờ đang học nghề vậy á, thôi con thương thì con gắng đợi 2 năm nữa được không? Nói, dạ được, con đợi được chứ là con cũng còn nhỏ nữa, con chưa có muốn lập gia đình sớm. Xong rồi lên đâu được 3 tháng à, cái bầu luôn. Tại mẹ tạo điều kiện. Mẹ tối đó mẹ có dặn nữa, mẹ dặn với chồng là cho ngủ chung thôi chứ đừng có làm gì con người ta hết nha. Vậy mà con trai nó không nghe lời mẹ. Nó thiệt là cãi cha cãi mẹ. Trăm đường con hư. Nhưng mà hiện tại là mình mấy bé rồi chị ha? Dạ em 2 bé, bé 7 tuổi rồi chứ bé 22 tháng. Hai bé trai luôn. À, chúc mừng luôn ha. Chưa có cưới mà ăn cơm trước kẽn là ông lấy cái kẽn dục luôn á. Có không cô? Cái lúc mà con bé nó có bầu rồi thì hai vợ chồng nó lên trên Long An đi làm nữa. À. Bắt đầu đó mới bắt đầu thì thằng trai nó kêu là má ơi tới 30 tuổi con cưới vợ. Sau đi lên chảnh mới có vài tháng rồi nó kêu má ơi chắc con cưới vợ quá. Bắt đầu mình giật mình, nó nói trời sao hôm đó con nói là từ từ với cưới vợ mà sao giờ là đòi cưới gấp quá vậy. Nói hai vợ chồng lỡ có bầu rồi. Đó bắt đầu đi ra bên nhà anh xui. Thì anh xui ở ngoài thì anh không có biết. Giờ em lên chương trình ba em không biết. Giấu đến bây giờ luôn. Giấu tới giờ luôn. Chừng nào chương trình phát sóng ba mới biết. Dạ. Lúc đó chương trình ba sẽ kiếm tới chương trình đầu tiên. Dặn ba nói ba con đi chơi con đăng ký con cái mẹ con chơi này nè mà ba coi xong á người ta thì vui á chứ mà con biết ba sao nha, ba đừng giận con nha. Ủa nhưng mà vậy là sao nó hơi bị mâu thuẫn chút xíu là sau khi cưới xong về là bao nhiêu lâu mình đẻ? Em lúc mà em bắt đầu em biết có bầu là 7 tuần à. Tới gần 4 tháng mẹ mới cưới. Tại vì lúc đó mẹ chuẩn bị không có kịp. Vậy là cưới xong đẻ liền ông già sẽ biết. Cái lúc đó cái em sanh xong cái em mừng quá trời, em cầm thọ lên gọi cho cha liền luôn. Nói à cha ơi con sanh xong rồi em bé khỏe lắm cha. Cái cha nói chứ ủa gì kỳ vậy, mới cưới mà gì sanh nhanh dữ vậy. Cái em sợ quá em bắt xe cho mẹ em luôn. Cái mẹ ơi chết rồi, ba con hỏi gì con không biết đừng trả lời. Cái mẹ giấu nói, đầu lòi đuôi. Mà ba em cũng không biết, cái ba mẹ mới nói chứ tại vì cháu nó được đẻ đứa đầu á cho nên là thường là con so để sớm mà sớm quá hả? Sớm một nửa luôn á mà mẹ nói nó sinh non mà bé nó khỏe nó không sao hết. Trời ơi
Trời ơi, thấy thương không? Có bầu xong cái nói mẹ với cái mẹ sợ quá trời luôn. Cái mẹ bắt xe lên liền luôn à. Đi ra ngồi em, đi 18 tiếng đồng hồ luôn. Mẹ không ngủ luôn, mẹ nói với em là mẹ không dám ngủ luôn. Mẹ hồi hộp còn hơn là mẹ đi với chồng nữa. Mẹ sợ, mẹ không dám ngủ luôn. Ủa, nhưng có bầu xong em sợ không? Lúc chưa cưới mà. Dạ sợ chứ, cái mẹ cũng nói là lúc mà gọi gì nói có bầu á, cái mẹ dặn, mẹ nói như Kiệt chứ anh thấy á, đừng có suy nghĩ bậy bạ nha. Để đó cho mẹ giải quyết cho, đừng có sợ mà bỏ gì á, mẹ sợ, mẹ dặn. Ừ. Nhưng mà dưới quê nha, là nếu mà có bầu trước khi cưới á, là người ta không cho đi cổng chính luôn á. Nếu mà em mà đi sau bếp á, là ba em nó nghi ngờ hỏi tại sao. Đúng rồi. Em mà đi cửa sau, ba em khó vậy đó. Cho nên em nói mẹ ơi, nếu mà con đi cửa sau á là ba con biết thì chết con nữa. Cái mẹ nói mẹ cho đi cửa trước luôn. Tự nhiên đi người bình thường không? Đi đi luôn. Hầu như phá lệ luôn. Quan trọng nó thương nhau đúng không cô? À. Rồi sau cưới xong rồi về nhà rồi công việc rồi làm dâu nó có thuận lợi không? Về thì mẹ dễ quá cho nên là em cũng không làm gì đó. Về cái ngủ đó tới 7 giờ em thức rồi mà em không có ra. Em hỏi anh ơi ra chứ mẹ mới về mà vậy lỡ mày la sao. Cái anh nói mẹ dễ lắm ngủ đi. Cái đợi mẹ rửa xong chén bát hết rồi em mới ra. Trời, giàu tốt ghê luôn vậy. Ủa mà cô cũng không kêu luôn hả cô? Không, cô không kêu. Tại vì thấy nó còn nhỏ quá, tội nghiệp đó. Dạ. Thôi để nó ngủ đi, mình kiểu như mình làm quen rồi. Sau này làm dâu nó có nấu nướng, có lo cho mẹ chồng gì không? Có nấu ăn, lúc mà mình ở nhà thì mình nấu cho ăn. Còn ví dụ như mình mắc công chuyện gì mình đi đâu á thì cũng tự động nấu được. Phú Yên thì nấu nó hơi mặn với lại cay à, nó dạ. Sao sao phải không? Mà mình vẫn ăn được luôn. Vậy là cô dễ lắm á. Mẹ nấu ăn gì đó rồi em thì ăn cay dữ lắm. Em bữa nay cũng giả với nước mắm thiệt là cay lên. Mà ba mẹ thì ăn cay dừa thôi chứ cay quá ăn không được. Mà em vẫn giả hoài đó. Mẹ nói con ăn bớt cay lại đi, ăn cay quá đau tử đó. Nói nhưng mà con quen rồi, con không bớt nữa. Rồi lỡ mà bữa nào nấu cay quá rồi vẫn ăn luôn hả cô? Ăn luôn. Trời ơi. Nhưng mà vậy thì hai mẹ con mình điểm gì là hợp nhau? Em thì sợ mẹ không hợp em thôi. Chứ em thấy mẹ dễ quá, thứ gì em cũng mẹ cũng thấy em hợp hết á. Mà, em nói chung là... cái gì mẹ cũng không hợp nhưng mà thấy thương con dâu có hợp hết luôn. Ờ, phải không cô? Ừ, thấy chưa? Đó đám cưới là ba mẹ là không có kịp chuẩn bị tiền bạc hết á. Tối bữa trước khi đám cưới á, ba mẹ có nói với em là giờ ba mẹ gấp quá, giờ ba mẹ chỉ mượn tiền á để mà mua quà cưới với em. Ừ. Sau đám cưới là ba mẹ cho ba mẹ mượn lại để ba mẹ lo trả nợ. À. Em cũng đồng ý nhưng mà đám cưới xong cái ba mẹ kêu lên. Ba em kêu con gái có một lần à, mà ba mẹ làm vậy á tội nghiệp con lắm nên thôi ba mẹ không lấy, để nợ nó từ từ ba mẹ trả. Xong em cũng vô tư lắm, em cũng không nghĩ gì đâu. Xong cái thời gian sau á, khoảng năm sau á, cái mẹ lấy sổ chấm công của ba ra, cái mẹ coi mẹ nói với ba là công ông làm nhiêu đó đó là một năm mà là vừa đủ trả nợ luôn rồi đó, không dư luôn phải không. Là nói với ba thôi, em không có nghe, em không, mẹ không thấy em đâu. Xong mẹ mới biết là ba làm một năm không công để mà trả nợ cho em. Một năm ba không có lãnh lương, ba không có tháng nào, ba cũng không có biết là lương bao nhiêu đâu. Đợi tới cuối năm ba mới biết là lương ba được nhiêu đó, vừa đủ trả nợ cho em thôi. Em thấy em thương ba mẹ, lúc mà về thì thấy ba mẹ dễ rồi, đã thương rồi. Nhưng mà cái khoảng cách ba vợ mẹ chồng thì nó cũng là nó phải ba mẹ mình phải hơn chút rồi. Nhưng mà khi mà biết được vậy đó là em thương mẹ em nhiều lắm, ba em nữa. Ba mẹ nó hy sinh cho em như vậy. Có bao giờ em tâm sự với mẹ mà em khóc vì những điều này chưa? Em tại vì mẹ em dễ xúc động lắm. Em mà nói là mẹ em khóc liền luôn á. Đó, mẹ khóc rồi đó. Thấy chưa? Cứ lo cho con thôi chứ không có nghĩ gì cực khổ hay gì chứ. Cho dạ. Nó lo cho gia đình. Nhưng có bao giờ con dâu làm mình buồn chưa? Không, từ ngày cưới tới giờ thì không có chuyện gì để cho con dâu làm cho mình buồn. Đi theo chồng làm chứ. Nó cũng kêu anh ơi sắp xếp về thăm mẹ, nhớ mẹ quá. Em ở chung với mẹ mấy năm? Con ở mẹ với mẹ là được năm mấy à. Có bầu sanh xong mà được 3 tháng là em đi lên Long An. Ở Kiên Giang thì việc làm nó không có ổn định mấy. Dạ. Rồi thằng trai nó với nói là thôi má ơi để con lên trên Long An con kiếm việc công ty rồi con làm. Cái đó không phải mẹ đó. Cái đó là không phải trên Long An có việc con làm. Ừ. Mà tại vì đợt đó em ở nhà với anh hai á, có con á, rồi mẹ ở nhà giữ á, rồi em cũng phụ giữ nữa, rồi mẹ đi làm trả nợ cho em. Bữa đó bà nội nói với em câu em buồn, này mới đi
Bà nội nói tại nít đó, nó quậy quá. Cái em mới nói chim sâu à, con được có quậy, con quậy quá là út đánh con giờ. Cái nội bị hư mất rồi, nội không có thấy được đâu, nội thấy mờ mờ. Cái mỗi lần nó lại gần em á, cái bà nội nói tránh xa nó ra đi, coi chừng là đánh đó, đánh bây giờ đó. Em thấy em buồn. Rồi em mới nói chồng á là em đi lên đó em ở chứ em không ở nữa. Cái ngày em đi á, cái bà nội mới nói với em, nội nói là hồi bữa nội tính nội lúc này nọ nội còn không biết nữa, nên con nó cũng buồn nội, chứ nội thương con lắm. Nội cũng nói với em vậy á. Cái em nói dạ con đâu có giận nội gì đâu, nhưng mà trong bụng em nghĩ là nếu mà nội nói sớm chút nữa là con không đi đâu. Tại vì lúc đó em chồng em nộp công ty hết rồi, nộp giấy tờ hết rồi nên phải đi, em muốn ở với mẹ lắm. Tại vì giận bà nội. Dạ. Giờ hết giận chưa? Dạ hết rồi. Giờ bình thường lúc đó nội cũng nói là con, nội cũng biết là con giận nội vậy đó. Rồi nội cũng nói là con đừng có buồn nội. Cô cũng muốn lắm chứ. Ở gần gũi mình, đặng mình chăm lo cho nó dễ hơn. Dạ. Đó. Cho nội đâu, tội nghiệp. Về đi, nội đang chờ đó. Chồng em không có xuất hiện. Dạ. Chú Quỳnh Linh đọc lá thư này. Con cảm ơn ba má đã cho con có mặt trên cuộc đời này. Vì cuộc sống nên chú con phải xa ba má. Con hứa sẽ cố gắng làm vài năm nữa có tiền rồi con về sum họp gia đình để con lo cho ba má. Còn phần vợ đó, em à, anh rất là vui khi biết em lúc nào cũng thương ba má của anh như là ba má của mình vậy. Anh xin lỗi vì đôi lúc anh cũng làm cho em buồn. Người ta bảo anh sợ vợ nhưng họ sai rồi. Đó là sự tôn trọng vợ để giữ gìn hạnh phúc của chúng mình. Em và các con là động lực giúp anh cố gắng nỗ lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Phan Sĩ Kiệt. Đọc thơ của con mình xong rồi cô cảm nhận thế nào cô? Thấy cảm động mà, tội nghiệp con mình cũng thương con mình. Có bao giờ con dâu cô tổ chức sinh nhật cho cô lần nào chưa? Không, chưa. Có món quà nào tặng cho cô chưa? Nó cũng sắm quần áo với túi xách đồ cho mình đi. Ví dụ mình có công chuyện hay là mình đi du lịch hay mình đi đâu thì có rồi đi. Thôi vậy em cũng sắm cho mẹ cái này cái kia, nhưng mà nó giá trị nó cũng bình thường thôi, chứ nó không có giá trị cao. Chưa bao giờ có gì trị cao đúng không? Tại sao không tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng lần nào hết vậy? Cũng trong bụng cũng có từng nghĩ là con sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ anh tròn 55 tuổi mừng thọ cho mẹ. Nhưng mà em không biết mẹ 56 tuổi luôn mà. Qua 55 rồi, 56. Tưởng mày 54 không à. Trời đất ơi, vậy là mình nhớ lộn năm hả? Dạ. Lộn năm. Thôi giờ sẵn đây á, con dâu á, nó có món quà bất ngờ tặng mẹ. Bây giờ mẹ đứng lên đi. Con dâu nói gì với mẹ đi. Nãy giờ không dám cầm nhờ chú Quyền Linh đó. Đợt á, lần á, mẹ có chứng nhận á. Cái mẹ đi ra ngoài sau làm ruộng á, rớt mất cái hộp. Cái mẹ vô mẹ tiếp á, mẹ nói mẹ tưởng là cái hộp đó là như hộp sòn á, mẹ nó tiếc lắm, mẹ nói để mày ra kiếm lại. Con nói trời ngồi ruộng mày kiếm sao mà kiếm được, không có đâu. Trong bụng nói giờ mà có điều kiện là con xin đi mua liền cho mẹ. Em chỉ nghĩ đúng bụng thôi, mà tới hôm nay con nhớ hoài cái đó luôn. Bây giờ con mua chiếc nhẫn tặng mẹ, chiếc nhẫn hộp bự hơn cái hộp của mẹ nữa. Đeo cho mẹ đi. Mẹ cảm ơn con. Đẹp lắm. Và ngày hôm nay con dâu cũng muốn tổ chức sinh nhật nhân ngày mẹ 56 tuổi. Wow. Happy birthday to you. Nhân ngày hôm nay có dịp á, nên là con chúc mẹ là giữ gìn sức khỏe, thì lúc nào mẹ cũng lo cho tụi con, mẹ không có lời cho mẹ hết. Đó giờ con muốn nói với mẹ là con nợ mẹ muốn lời cảm ơn, mà con không dám nói. Mẹ đã hy sinh cho con lúc mà con bị như vậy á. Con nghĩ là nhiều gia đình khác thì khó khăn lắm, nhưng mà không ngờ mẹ giấu ba, giấu hết để cho con cưới về đàng hoàng luôn. Sáng hôm nay có bánh sinh nhật rồi, chắc cô mình ước một cái điều gì đó đi cô ha. Cảm ơn dâu, là cũng mong ước là sau này dâu nó trở về, nó ở lại chung với mình đó, nhận cho gia đình hạnh phúc. Rồi. Yeah. Wow. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha. Lần nào về á, đi á, mẹ cũng nhìn theo mày khóc á. Đây, gửi tặng kỷ niệm cho gia đình. Lấy bánh kem bỏ vô dĩa ăn luôn cũng được.
Đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Còn đây là máy sấy tóc của thương hiệu Yakio, xin dành tặng cô và chị ạ. Đây là bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today, gồm kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Dạ, xin gửi tặng cô và chị. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ.